Cái này của anh em nào đấy nhỉ? Đây. À thế à? À, không nào thì cái này được đấy. Đây đẹp. Đây đẹp. Nhà nó cổ thế này. Gần quanh vậy. Ở đây có mấy cái tay cũng gấu phết nhỉ, đường chạy tay đẹp quá, nó to. Thân nó lắc nhiều rồi, giật nhiều rồi. Đang trả tỷ 8, ông chủ ông có bán đấy. Ghê thế kìa. Vâng. Mặt nào đẹp hơn? Mặt mặt tiền bên này à? Tiền này đẹp nhất rồi. Đó này. À mặt này thì nó mịn hơn mà nó xịn hơn. Anh em vén đứng sang bên này vén hộ cái cạnh bên này cả. Và bác vén vén cái cạnh bên này cả. Đấy, thế đấy. Cho soi con này lìa hết toàn thân cho đẹp. Con này đẹp. Một con trực như thế này nhưng mà thân méo phết đấy. Đường chạy méo. Con này chụp cái tay treo. Dạ. Cái tay này mà lọc ra xem thì phê nhá. Tay phê quá. Đây này sau vân, đây này là đây tử này. Đấy có tử như em cắt nó hai mươi cái tay đấy. Nó thò như này nhỉ. Rồi trước là chữ C nó hơi xấu. Nuôi cái đấy là con tử à? Vâng. Cây vân lâu lắm. Ở chung cũng phải trương kỳ, vẫn nhặt cắt to nhỉ. Nhặt cắt to. Tập dục, có lo tập dục. Đúng rồi, chịu khó thể dục cho nó to ra cho nó lở. To cổ tay. Cho nó cựa. Con này cái tay này ăn điểm quá nhỉ? Tỷ 8 thôi, tỷ này 50 lên được. Lổ đi, lổ đi. Đó là cái tay hay quá. Cắt rút dịt, khục khịch. Nó cây tiềm lăng. Ê Như ơi. Bà chủ, đến lúc nào đấy? Hello, hello. Đến được 1 tiếng. À đây à. Sức khỏe đi vinh văn không? Không. À. Ok. Thế ưng cái này chưa? Anh sự. Anh em đang tư duy à? Đúng. Tư duy đang đúng. À. Chú trụ còn đang ở xem. À. Hai anh em đều đụng hàng. Hai người cùng thích thế cổ phần. Chứ nhất cổ phần lại mạnh dạn lại máu ấy. Nói chung không anh bảo không thôi. Hả? Ờ một mình thì có khi hơi ngại cổ phần, có khi lại máu lại nhanh quyết đoán. Có người chống lưng. À, ăn nhiều nhất cái cục này là bận này. Đúng không? Ăn một cái biểu ấy. Yeah. Nụ người ra. Cái cục này là cái cục tiền. Con này tin nó bánh tẻ này là chiều sâu rồi. Quái nhỉ. Ok đừng nhìn rất chú ạ, nhìn rất đâu ấy, thiều cây. Con này mà nó con này mà nó mở xi thằng này thả tí nữa nhỉ, chứ nó phở cục kia ra thì chết. Đâu đâu. Con này anh chỉ vân vân mỗi cái nhát thôi này. Bóc bớt à? Chưa sâu thêm đúng không? Nó hở to ra mới đẹp nhỉ. Con này nó rành mảnh và nó đúng rồi. Anh nhưng bóc ra sợ nó lại hơi bị hỏng cái đường chạy này này. Nó hở cái này ra mà thích. Đúng rồi, cái hở cái đường này như cái trục chính này. Sợ nó lại hơi không, nó vẹo rồi nó thích này. À, vù xuống. Đúng rồi. Wow. Bóc bớt đi cái này này, nhặt để cái cục này này. Thôi, để cái cục này rất rất giá trị. Ngồi chỗ nào? Ngồi ở chỗ góc kia. Ở đây trẻ này khác cái nhỉ. Nói ông sáng không ạ? Chưa được giải lắm đâu. Phân pháp của nó giá trị. Anh em đang chuẩn bị cổ phần cái này. Chuẩn bị cổ phần. Hôm nay anh Sự với bạn Trụ là chuẩn bị cổ phần. Trong này về Hưng Yên này.
Tám hữu bằng đang thích rồi. À, anh tám thấy tay to thì anh tám vật cho đi đồ. Em thì hay. Xem con này ông anh tầm tiền nào vào là vừa đẹp. Anh cứ mua đi, em theo anh 10%. Nào, có người cổ phần rồi nhá. Mạnh dạn chưa? Để anh gọi nó là 25% mà. Em có 10% em theo thế. Anh cho em 40% nữa. Hơi nhỏ, 10% hơi bé. Em có nào em lấy không được. Được không đấy? Quá tuyệt vời. Không có 30-70 cho nó máu vậy nhờ. Mới đưa chúng 70% chút đấy, bảo anh gửi chị chứ vẻ kéo dài. Anh Dũng như là năm nay mới 18 rồi nhỉ? Anh Tám ơi, chứ là Tám lại là chú uống rượu hả? Anh không biết, chú cứ làm người nhầm, chú thiếu của anh để hỗ trợ rồi chú bà mình. Chứ ở lại Tám là chú uống rượu rồi, tỉnh lắm, quay tỉnh. Bao giờ có rồi giả, bán được cây giả. Ở đấy, bao giờ bán được cây giả, nó ngon quá. Mày dám đầu tư, mày bỏ anh đi, anh đầu tư mày cái. Bác chẳng tin tưởng anh Dũng á. Đúng người đấy. Cái ghép này mình chết mất biết mất nhỉ. Chùn phết nhỉ? Đây em thắng này. Quyền những các em nhân trẻ là đang vui đèo Duy Khuê Châu. Chào anh ạ. Ok. Xin chào cả nhà. Đây này Lan lên giá lại có tiền mua cây rồi. Vâng. Bây giờ bán Khang Vân để mua cây anh ạ. Ừ. Vâng. Lại bán Lan chuyển sang cây. Đang ở chú cũng mua tâm nào rồi em tâm ơi em tâm ơi cái này của giáp đá ngày xưa à? Quỳnh bán cho tôi lắm. À Quỳnh bán rồi. Bán đồ cái nào? Đắp thêm cái cục lu nữa vào đấy nhỉ? Hả? Cấy thêm cục lu vào. Cái này cấy thì nó đơn giản. Ừ. Chắc nó bị lắng cháy nhỉ? Có phải lắng cháy đúng không? Nóng nó không khỏe. Ngày xưa nó cháy rồi. Cháy đấy. Cháy sao nóng thêm đấy. À giờ lại bóc ra. Bóc ra lại phải đóng lại. Đóng lại. Bóc cái. Kiểu nó cái mâm thở nó phải nuôi khỏe nó câu kết vào với nhau. Chim quỷ thì mới đấy thì đùa. Ôi trời. À đây là đang làm YouTube được vào. Dạ. À thế thì khéo đừng có nói không có lại lên sóng. Vâng vâng. Cái câu ấy là bập bập nhá. Không có lại lên đi lên trên kia thắm. Tám hữu bằng đang bổ kết cây này rồi nhưng mà đang tư duy. Lôi kéo cổ phần được phát là nhổ luôn. Nè, cái thằng này nó khôn từ đấy nó chơi quả từ taxi. Có thằng taxi mà thương thằng taxi là hai taxi. Sao mà tám cái câu kia là bố bây giờ bán. Bố bây giờ cắm nhau. Bố bây giờ bán. Còn nếu mà chưa tươi giá. Giá xúc ngay. Từ cái tâm này thì chưa tươi giá. Bán cái này rồi. Cái này bán rồi. Hai xịch. 25 triệu cả chân cả trọ cả đôn. Hơn 300 kia chưa? Cái trọ cũ này á. Cái trọ cũ này giữ lại. Trọ cũ này là 3 triệu. À. 5 triệu. 5 triệu à? 5 triệu, 25 triệu, tất tần tật cả chân cả đôn. Nó bảo tôi có 3 triệu mà bây giờ tôi bán 5 triệu. Là cả cái chân mới khô kìa, cả cái mảnh đá kìa. Tất cả mảnh đá này. Đó. Là khiến 5 triệu mẹ thôi. 25 triệu tất. À, tất đấy à? Còn nếu mà cây trong cái chỗ không thì 2 chục. Thế thì cây này có 22 triệu thôi. Đắt tay rồi, 2 chục rồi. Cây với cái này không thì 2 chục rồi. Đây từ đây trở lên. 2 xịt. Nhưng cái này ngon đấy. Hoàn thiện này sẵn đi chơi. Kinh gì? Quá hợp lý. Ô bên này phiêu hơn chứ, bên này cứ đẹp hơn. Mặt bên này nó không khoe được cái thân chính nhưng lại cái tổng bóng lại đẹp hơn. Xong hết rồi. Thao tiếp theo. Đau đường điều nhưng mà không bây bảo nó càng thi muốn dùng cái thằng tin của nó mà thôi đừng chắc là cây lên đấy giúp lại không bán mua gì đất thì không mua nó cao quá rồi đô thì bây giờ không nó mua gì vàng nó mua gì mớm nữa thôi cất đơn cứ đưa đấy. Mới không bán được. Giờ là không có cái gì đầu tư bằng cây. Mấy anh em đang nói chuyện. Tôi giá ở đâu là tôi biết.
năm cây chưa đất không ạ. Ngày ông Sơn đi rất nhiều nhưng mà có ngày đấy. Biết đấy, nhỏ nhỏ tôi biết chuẩn bị đi là tôi biết. Chuẩn bị đi lên đúng không? Còn những cái gì là cuối năm mới được bán đúng không? Để anh cũng biết. Thằng Trinh này, thằng Trinh này từ bán lan bán cây phải quanh rồi đấy. Không đua đâu. Cuối năm nào nó bán đi. Đi trước đón đầu. Bán này rồi. Rồi mặt trước mặt sau đều lạ lạ phết. Hôm nay mà Trinh nó bảo là hôm nay em tổ chức sự kiện này, tôi đến đây từ 11 giờ trưa. Hát thôi. Nó bảo là anh uống rượu. 3 giờ anh uống rượu bảo là ta đang đám ma mình gọi cái gì. Mình uống rượu đéo không nhiều bao giờ rồi, cái gì 4-5 giờ lên. Cái này bóng đẹp, cây dáng bóng phong tranh. Có cái thân này quái ghê. Biết không? Mình phải đưa con đi rồi. Mẹ em mới con hát chỉ được 2 bài. Tôi lại vẫn bỏ. Bây giờ nó phải bảo là anh tổ chức cái này anh giao lưu phí, ok. Đây nó phải trả tiền nữa, chứ trả được cái mấy đứa, trả cái tiền đó. Cái luôn à? Chủ động giúp anh nhé.